Các bạn thấy rừng mận rực rỡ chưa? Đấy, đại ca công đang chụp ảnh kìa. Đấy, thích rừng mận quá. Các bạn nhìn thấy ở trên kia có một cái bông đỏ đỏ nhá. Các bạn nhìn thấy bông đỏ đỏ này này. Bông đỏ đỏ này. Đấy, nhìn thấy một cái cây này. Đỏ giữa rừng này. Đấy. Đấy. Đẹp không? Hay không? Đấy. Rừng mận trắng à. Rừng mận trắng. Rừng mận trắng. Trắng không? Trắng nhỉ? Không thích nhỉ? Rừng mận trắng nhỉ? Review quả rừng mận trắng này. Review quả rừng mận trắng nhá. Rừng trắng Sơn La. Rừng mận trắng Sơn La. Rừng mận trắng Sơn La. Rừng mận trắng Sơn La. Núi này. Rừng mận trắng Sơn La đây. Ta sẽ không được vào lại vào trong nữa các bạn, vào mất tiền vé các bạn ạ. Đấy, chỉ đi được mấy cây bên ngoài thôi. Vào trong mất tiền vé. Mình đây các bạn nhìn thấy hàng thép gai này. Hàng thép gai này đâu có cho ta vào đâu. Vào mất tiền vé. Thôi, review các bạn cái này thôi. Đấy, trắng không? Trắng không? Trắng quá. Rừng mận trắng quá. Rừng mận trắng quá. Tuyệt vời quá. Rừng mận trắng quá. Rừng mận trắng quá. Bây giờ ai là người cho em bình. Rừng mận trắng được chưa? Chán chưa anh ơi? Rừng mận trắng này. Rừng mận trắng nha. Vệ sinh nhà lâu. Trên này có cây đẹp không? Đi bậy bạ vệ sinh. Rừng mận trắng, rừng mận trắng. Vậy giờ ai là người cho em yên bình? Em muốn xa anh, khi yêu thương anh giữ rất an lành. Hả? Em đang gì gì vì rừng mận trắng mà? Đứng phải cầm này, mày chụp là được. Rừng mận trắng. Đây. Đây đang gì vì rừng mận trắng rồi. Mày đứng đây mày cầm một cái tay kia mày chửi cho anh. Thì em tắt máy đi.